như đúng lời hứa với các bạn, bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn tay vợt cầu lông của những cái tay vợt đánh vô bảng chung kết đã từng sử dụng ha. Giờ theo mình đây, chúc mừng em. Dạ. À, được về nhì thôi nhưng mà anh thấy em đánh rất tốt, đập rất hay luôn, nhồi rất tốt luôn. Thì cho anh phỏng vấn một xíu về cây vợt mình đang sử dụng ha. Em có rẻ đó không? Dạ đây. Rồi, em đánh, em giới thiệu về cây vợt mình đang sử dụng đi. Em đánh cây vợt Malaysia One của Abac. One Malaysia, mày đánh một cây vợt thuộc phân khúc giá rẻ các bạn nha. Cây này mình thấy là rất nhiều người chơi đánh cây này luôn. Em đánh cây này giống như gần như từ nhỏ, đánh nó hợp tay, nhưng mà đánh nó ngon. Là em đánh từ là em đánh từ nhỏ tới lớn luôn. Là cây này thôi. Thấy em đánh rất tốt luôn. Thì cái cây này em đang lưới gì ta? Em đang 65 tỳ, 11,5 kg. Rồi. Rồi, cây vợt Abac One Malaysia đang 65 tỳ, 11,5 kg các bạn nha, đánh rất hay luôn. Không phải là vợt xịn là đánh hay đâu, mà thấy vợt One Malaysia của Abac đánh vợt rất hay nha. Thì anh hỏi thêm một câu nữa, khi mà nãy giờ em đánh là thi đấu trong sân là đánh cầu của Vinbi, thì em cảm nhận về cái quả cầu đó như thế nào? Quả cầu Vinbi này em thấy đi á thì nó đầm đầm, đập nó lì, nhưng mà đẩy cái cầu ngang á nó đi rất là ngon. Mà tốc độ ngang sau đó nó bay lại nhanh, mà bổng đập nó lại không có đi lắm. Là kiểu như cái cầu này là em thấy là kiểu như là đánh đều và đánh tàn rồi nọ, đánh đều đẩy lên và đánh đường dài thì nó tốt đúng không? Đúng rồi. Chứ không phải là những như những cái quả cầu khác là đập phát lăn luôn. Dạ đúng rồi. Rất là khó ăn. Nhưng đánh mà rất là mệt. Nhưng mà bù lại thì em thấy cầu nó cái đường cầu đường đánh ra nó ổn định và nó bền đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì đánh mấy trận căng mà hay có hai trái rồi. Trái ba trái rồi. Rồi ok, cảm ơn em rất nhiều ha. Thì chúc em trong thời gian tới sẽ học tốt nè và thi đấu cầu lông sẽ ngày càng thành công. Em tên gì ta? Em tên Thành. Thành, rồi ok, chúc mừng em. Anh thấy em là một cái người đập cầu rất là mạnh luôn, ở trên sân đập rất là cháy luôn. Thì anh muốn hỏi em về cây vợt mình đang sử dụng là cây gì em? Dạ em đang sử dụng cây 88D rồ. 88D rồ, em đánh bản bao hay 4U ta? Dạ em đánh 4U. 4U, rồi 88D rồ, 4U. Và cái lưới căng này em chọn cái lưới gì? Dạ em lưới 65 tỳ. 65 tỳ, và em căng bao nhiêu ký ta? Dạ em căng 11,5 kg. 11,5 kg, rất cao luôn. Rồi, sau cái câu hỏi về cây vợt đó là anh muốn hỏi em thêm một cái câu, đó là khi mà em đánh cái quả cầu lông của Vinbi á thì em cảm nhận như thế nào về cái quả cầu đó? Dạ em thấy cầu bền, ổn định. Đánh một đôi khi là em đánh một set đôi nam trong tầm hai trái. Vậy là với em á em cảm nhận là cầu này đánh tốt không? Dạ em thấy đánh tốt, ổn định. Kiểu như là đánh em đánh cái đường cầu nó dài được đúng không? Chứ không có như mấy cái quả cầu kia mình đánh cái mình đập mấy cái là cái cầu nó bị le, nó bị hư. Dạ. Xong rồi là nó làm cái đường cầu, cái nhịp cầu của mình nó bị mất ổn định đi. Ok, rồi thì anh cũng xin tại vì Vinbi chúc em trong thời gian tới sẽ học ngày càng giỏi, không có bị rớt môn, và đặc biệt á là thi đấu với cầu lông ngày càng thành công hơn ha. Chúc em sức khỏe rất nhiều. Rồi và bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn cây vợt cầu lông của nhà vô địch là cái anh đánh chung với anh Thảo á, anh ở tên William nhưng mà anh nói là 100% biết tiếng Anh, các bạn không biết gì về tiếng Việt luôn, nên mình sẽ nhờ một cái người anh, một cái người bạn thân của mình biết nhiều về tiếng Anh, mình sẽ nhờ anh này phỏng vấn giúp mình nha. Đây chính là anh Nhu đây. Good afternoon William. Yeah. So I can see you were having an amazing finals here. Yeah, yeah. So can you share with me as well as the audience on YouTube about the racket you're using? No problem. Yeah. I used the new Yonex Aceshock 88D Pro. Và của anh ấy đang xài là Aceshock 88D nha mấy bạn. So 4U or 3U? This is a 4U racket. 4U nha mấy bạn. Rồi. Can I ask you about the tension? Your tension? The tension currently right now are 28 pounds. Lực căng đang là 28 pound nha các bạn, tương đương với 12,5 kg nha. Rồi, one last question. So, can you tell me that when you're competing in the finals, how do you feel about the VNB shuttle? They actually fly okay. For me, it's just a little bit slow. A so it's stay in the air longer. Yeah. But they're flying okay. Yeah. Yeah. So how would you compare to the other shuttle? Like Australian shuttle? Yes. A bit slower. Slower. Yeah. Anh ấy nói là cầu VNB thì khá là bay nhưng mà vẫn hơi chậm so với cầu mà anh ấy đang sử dụng ở Australia, right? Yep. Ở Úc. Thank you for the interview. Yeah. Thank you so much. Thank you. Anh Thảo, một người thầy, một người anh dạy mình rất nhiều, lên chung mình rất nhiều clip rồi. Giờ anh Thảo đánh hay quá, vô địch rồi. Giờ anh Thảo cho em phỏng vấn về cây vợt của mình nha. You speak about what? I don't know.
You nói gì vậy? Can you speak Vietnamese? Okay. Này là tôi nói được không okay. Vậy là phải có kiểu như phải có cái chìa khóa đúc vô mở khóa cái là mới biết nói tiếng Việt. Phải hỏi đàng hoàng. Phải ask người ta biết anh, ta answer. Ok anh rồi. Thì đầu tiên cho bọn anh đang sử dụng là cây gì ta? Anh đang nắm cây F99 ly chung quanh. Ôi ôi. Anh cho 99 ly chung quanh các bạn nha. Giờ mua cây này không còn mà mua nữa đâu. Cây này hiếm lắm luôn. Cây này mua giờ cũng phải 7-8 triệu mà anh Thảo không bán luôn á. Thì cái phương không? 5 triệu bán liền luôn. Nói vậy thôi. Nói quá thôi đó anh. Bây giờ nè, cái cây của anh á là cây này là bản bao hay là 4 mù? 4 mù rồi. Bản bao hiếm. À ok anh. 4 mù là nó đã rất là nặng tay rồi. Dùng rất nhiều lực để mà mình điều khiển cho vật này. Ok anh rồi. Thì cái bộ lưới anh đang là cái lưới gì ta? 65 thường thôi. 65 thường. Tại vì mình khi mình lại hay có những cái mà để mình phát cầu để mà cho hoặc là mình đứng chịu cầu cho học trò tập. À. Thành ra mình lựa chọn 65 thường. Bây giờ 65 thường với nét. Dạ. Cho nó bền đúng không? Nó bền. Tại vì cái cộng bản nó to nó bền. Ok. Nhưng mà để về mà thi đấu thì nó lại không có hiệu quả bằng những cộng khác. Dạ. Nhưng mà nếu mà anh có dịp anh đi thi đấu đi thì anh sẽ chọn cho mình cái lưới gì? Đó thì lưới mỏng hơn, lưới 99 à. Đấy, hoặc là lưới 98 hoặc là ti hoặc là dòng ti. Dạ. Để mà nó được cái là nó trợ lực với lại là nó có thể là điều khiển cầu tốt hơn. Ok. Cái sức ì nó không lớn. Ok rồi. Và cái mức đan dày á mà khi mà anh đi thi đấu anh đan á là anh sẽ đan trong vòng bao nhiêu ký ta? Ngày xưa đánh đội tuyển thì anh đan là khoảng 12-12.5 kg. Oh, rất cao. Bây giờ thì chỉ đang độ khoảng là 11.5 non. À, 11.5 mà hơi non xuống xíu. À rồi, ok. Tại vì đánh thì không thể nào mình lên tới 12 đâu. Ok. Nó rất nhiều thêm cái dòng đá là cứng. Thật ra không nó, có cái hồi. Dạ đúng rồi, nó dội tay mình. Chứ đánh về đường dài, lâu dài thì tay mình nó sẽ bị mỏi đúng không anh? Rồi. Thêm một cái câu cuối cùng mà con này đặc biệt nè. Khi mà anh đánh ở trên sân, anh đánh thi đấu hôm nay nè, thì anh cảm nhận như thế nào khi mà anh đánh cái quả cầu Winby? Ủa, nãy giờ quýnh cầu Winby hả? Đúng rồi, nãy giờ đánh cầu Winby từ đầu quýnh cuối mũi đó anh. Thì tốt, rất là nhìn nó cầu nó bay ổn định và đều. Dạ rồi, thấy gì? Không, thật sự là mình không ngờ đây là cầu Winby. À, tại vì hồi nãy giờ em có đi, tại vì trước đây mọi người đều nói là cầu Winby đánh sẽ rất là lì, đánh tốn nhiều sức luôn. Mà với anh cảm nhận là hôm nay là đánh quả cầu này là anh không ngờ là quả Winby đúng không anh? Không ngờ được, tại vì nó đánh rất là thoát tay, đánh là nó đúng cái lực của mình. Dạ rồi, ok. Mình cầu nó sẽ bị hai loại, một á em đánh lực, ví dụ em đánh lực số 5 nhưng mà vào á thì cái cầu nó bay lên tới lực số 7, số 8 thì nó là dễ ngoại xíu. À. Thêm một cái là nếu mà cầu nó bay lì, nó quá xoáy trong không đi, thành ra là em sẽ bị cái là đập mà nó bị giật lại, bị mất lực của em. À. Thông thường cầu thì hai loại đó, nhưng mà cầu Vinh cầu mới này nó là ok anh, ok anh. Mình đánh mạnh sẽ mạnh, mình đánh nhẹ nó sẽ nhẹ. Ok anh, rồi, ok anh, rồi. Cảm ơn anh Thảo rất nhiều luôn. Rồi, chúc anh Thảo thời gian tới suy nghĩ ra về kịch bản quay với em sẽ mang đến cho các bạn không những là có nhiều cái thông tin hữu ích và bên cạnh đó sẽ mang đến những cái giây phút giải trí ha. Ủa, nói vậy tôi là trọc cười ông rồi. Có đâu, trước đó người ta đã nói cái câu là mang đến nhiều cái kia mà. Ok anh.